No. Có đồ mới nè. Tô ngàn sợi tơ vàng lấp lánh, nhẹ nhàng cơn gió hôn môi em hồng như mây băng mai. Mới à? Ờ, biết chị cái đồ ở trên đây được đó. Nè, hiếp, đồ mới đâu? Đồ mới à? Chạy. Bây giờ mình có mới mua nãy chuối, bây giờ mình sẽ làm rau câu chuối nha. Bây giờ mình sẽ lấy vỏ trái mình làm rau câu chuối nha. Và bây giờ trước khi làm rau chuối, giờ mình sẽ làm kem chuối theo phong cách nhà cô Tiên cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một trái chuối nha. Kiếm trái chuối nào ngon ngon đi. Rồi giờ mình sẽ đem lên mình bỏ tủ lạnh. Mình làm kem chuối theo phong cách cô Tiên nè. Bỏ tủ lạnh ra cái. Đấy, mình sẽ để lên đây nha. Đó, cho nó đặt lại rồi mình làm cái túi nha. Rồi, đóng tủ lạnh lại. Kệ là mọi người ơi, nó có khó lắm. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi ra. Đây, hiếp đây. Mọi người thấy đồ mới của hiếp không? Trời. Màu vàng khe. Màu vàng khe. Đó, có cái lọc mà sạch ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm rau chuối. Mình sẽ đi tưới. Đây, đây là rau câu nha. Đây chuối. Một trái, hai trái được rồi. Ý, đỏ sạch ngọt. Bây giờ cái nữa. Giờ rồi, đi rồi. Đây, đây nè, cho nghe. Bây giờ mình đi lấy lại cái dầu. Dầu cái hộp No. Đi mẹ đi lấy đường nha không?
nhức nát. Nhức nát. Chị quay vàng kìa. Mưa đâu, mưa đâu, chạy trốn nữa hả? Trốn quay làm mà nó vậy đó. Tự leo vô coi, leo vô sao khỏi giờ lên. Đúng rồi. Rồi leo lên. 1, 2, 3 lên. Tới đây, để chân lên, để chân lên. Yeah. Để chân lên. Rồi, tiếp. 1, 2, 3 lên. Không ẩm, không ẩm, không ẩm. Khuôn mặt đừng tỏ tưởng. Tỏ ra khuôn mặt đáng thương với mẹ. Mẹ làm trong đây, mẹ kêu con ẩm, con kêu mẹ ẩm gì? Hả? Ẩm gì mà ẩm? Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tăng 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 tăng, nhảy đi bậy, tăng 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 tăng. Đầu lì quá không ẩm gì hết trơn. Nó yếu rồi vậy. Làm gãy cái cây của ta luôn đó. Gãy cái cây của ta luôn. Cái gì không? Cái gì chị nói không? Không. Mẹ ra nè, mẹ ra, mẹ ra. Mẹ ra đâu nè. Đi, dẫn đi chơi nè. Đi. Chơi, đừng căng móng tay nữa. Đi. Chạy đi, chạy đi. Mà thấy ghê luôn á, là không yên rồi. Rồi kêu không có cắm móng tay mẹ quýnh nè. Để móng tay ra ngoài. Rồi nó đi không? Để kiếm chuyện đi phá. Nè nè, coi kiếm chuyện nè, nó đòn này nha. Nó đợt rất là đừng có nựng niệu nó, nựng niệu đó rồi. Hồi cái đàn gãi cái rớt tùm lum luôn này nha. Này đều đá đứt rồi nè. Đá đứt rồi nè. Chốt. Gì? Chốt. Chuột gì? Chuột. Hả? Chuột. Chuột hả? Chuột. Chuột đâu? Chuột. Chuột ơi, cắn nó đi chuột. Chuột cắn con cáo vàng này chuột. Chuột ơi, chuột, 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 chuột. Chuột. Nó vàng liệt quá vậy ơi. Cái gì đó. Chỉ còn, đó, 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 lấy cái mỏ nó cắn nè. Đúng rồi. Vích dạo anh một vòng coi. Yeah, đừng đụng tôi, đụng đụng đụng. Ê. Thôi à. Cứ đưa cái mỏ vậy à. Mai mà chân đâu.